Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đến các bác mẫu xe đạp địa hình Java Sla, một tả dòng xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng và đẳng cấp của Ý. Xe thì được trang bị một cái bộ cấu hình cũng cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano, đó là dòng Shimano DOG với 10 tầng lip và 3 tầng đĩa đạp cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Khung của xe là khung nhôm các bác nhé. Khung nhôm, tất cả dây thì toàn bộ là được chạy âm sườn. Và cái nước sơn của xe thì các bác có thể nhìn trên hình đánh giá nhé, rất là mới. Các bác có thể nhìn những cái phần sơn bóng của xe thì các bác được giữ lại rất là bóng mượt, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm rồi đã qua quá trình sử dụng không thể tránh khỏi thôi. Còn tổng thể xe thì cực kỳ là mới rồi. Không sơn vát những cái cạnh kiểu khí động học thôi nhé. Đây người ta còn ghi cả chữ E không khí này. Đấy, vát khí động học để khi mà các bác di chuyển thì nó sẽ cảm gió theo những cái đường này nhé. Nó sẽ được cái tốc độ tốt hơn. Và những cái mối hàn xuyên khung thì cũng đã được Java mài đi rồi. Đấy, những cái sản phẩm đến từ Java thì hầu như là họ sẽ mài đi những cái mối hàn đây. Đấy, những chiếc xe rất là mềm mại, rất là đẹp. Sử dụng cái tông màu xám xi măng, đấy, pha với logo đỏ xanh rất là đẹp các bác nhé. Cực kỳ là mới, dây gì toàn bộ chạy hết âm sườn. Cốt yên, đấy, cốt yên cũng được làm theo kiểu cản gió đấy các bác nhé. Đấy, cốt yên dẹp này. Đấy, thì chiếc xe này là nguyên zin hết 100% rồi, tất cả những cái chi tiết như vành, cọc yên rồi đến yên. Đấy, toàn bộ nguyên zin của DK hết. Đấy, DK là một cái hãng phụ tùng sản xuất riêng cho dòng Java các bác nhé. Đấy, bánh 27,5 inch, 27,5 inch. Sử dụng quả lốp là 1.95 các bác nhé. Đấy, quả lốp này cũng là tiêu chuẩn của dòng địa hình rồi. Sóc xiết nguyên zin hết. Sóc còn rất là mới các bác nhé. Sóc này là sóc dầu thủy lực. Đi theo xe. Đây, tất cả bộ chuyển động các bác nhé. Phần chuyển động thì được trang bị hết và full một bộ Shimano DOG. Từ đè đến gạt đĩa. Gạt đĩa này là dòng đầy mới rồi. Tại vì để nhận biết thì các bác có thể nhìn thấy cái dây đi khung này. Đấy, nó bắt dây vào đây thì nó là dòng điều gì mới các bác nhé. 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Cái phần đi đông thì cũng được trang bị là tay bấm xả DOG đây. Đấy, và cụm phanh của xe thì được sử dụng của Shimano. Máy ơ bi vòng các bác nhé, cối lỗ. Máy ơ xe bi vòng cối lỗ. Rất ngon, cấu hình này thì quá là ngon rồi. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Đấy, size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 40 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 57 cm. Thì xe là size S các bác nhé. S thì các bác đi được khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Và
chuyển động DUV với 10 tầng lít và 3 tầng rưỡi và 30 cái độ khác nhau. Và thì cái giá bán của xe bên em đang bán là 9.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709993. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.